Tamam. Buat di metes semen di dek. Vamo kore pa no no suva. Đó các bạn, đây là ngô này mới được một tuần nhưng mà đã lên rất là đẹp và rất là đều từ trên xuống dưới. Yeah. Được vậy. Beto, você avança mete cimento. Você anda seguir, vai mete cimento outro fica atrás. Sim. Yeah. Ok. Esse pobre desse. Ok, hello chào các bạn. Mình tên là mấy hôm rồi, hôm nay mới quay lại bản này các bạn ạ. À, tri entrega comida. Vai cozinhar, mamã. Đây là đồ ăn mình mang đến cho mọi người, cá rồi là thịt khô. Vậy. Aquí cimento de batata rena. Já está saído. Já está saído. Sim. Ó, cái này bắt đầu ra mầm rồi các bạn. Vậy, aqui também. E aqui também. Yeah. Sim. Mas hoje acho que mas dá. Chuva assim não tem problema. Não, você passa lá. Ah. Tá aí, agora já tá caindo aqui. Vamos meter. Sim. Ok. Então vamos dividir, a pessoa vai meter esse rápido. Aqui hoje tem muito. Esse só 10 minutos acabou. Mamãe, cozinha rápido. Aqui também? Yeah. Pedro, esse que? Esse é abacate, aquele que não está aqui, não deu sobra. Abacate. Ah. E esse? Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên là Beto. Chào các bạn. Vamos olhar, vamos ver. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lee Philip Vlog của sống ở châu Phi. Ngày hôm nay mình sẽ nói mọi người đến đây đi trồng khoai tây các bạn. Thì tất cả những khoai tây này vừa lấy ở trên bên bản chỗ ao cá của mình các bạn. Đây. Ví dụ những cái củ khoai tây này ươm ở đấy nó bây giờ bắt đầu lên rồi. Đó, bắt đầu nảy mầm đẹp rồi thì hôm nay mang đến đây để trồng cái chỗ này. Ở đây toàn bộ những cái ngô này của mình là ngày hôm nay là trồng đến bây giờ là được 5-6 gọi là được đúng một tuần rồi các bạn. Mà nói anh đó. Đó, toàn bộ ngô này là được một tuần rồi nhưng mà bây giờ nó lại hơi vàng vàng này. Vậy Asinta say amarelo Asinta. Nó hơi bị vàng vàng các bạn do đất mới. É velho. Tá saindo um bocado amarelo. Ah, sim, né? Através de como do tempo se ativar. Ah, ok. Isso. Obrigado. Cái này là do đất lâu ngày quá không trồng các bạn đó, để mọi người gieo hai cây. Hai cây này thích thì. Ờ chứ. Dạ. Tá bom, pode ir meter esse cimento de deck. Vamos correr para não chuva. Đó, các bạn, đây là ngô này mới được một tuần nhưng mà đã lên rất là đẹp và rất là đều từ trên xuống dưới. Yeah. Được vậy. Assim. Toàn bộ hai cái dãy này các bạn, cả trên cả dưới dãy bên này
Dễ bên này thì bắt đầu cũng lên rồi, bắt đầu lên lên đẹp rồi. Nào, c'est bon, c'est bon. Đó. Đây là đây cái này không phải cái ngô. Đây. Đây cái ngô đây. Bắt đầu lên khỏi mặt đất rồi, nói chung là đẹp rồi. Rất là đẹp rồi. Isso. Bây giờ hôm nay trời hôm nay thì trời lại đang mưa các bạn ạ. Chuẩn bị vừa làm vừa chạy mưa. Bây giờ sẽ đi xuống dưới này xem cái bể hôm trước mọi người, cái hố hôm trước mọi người đào như thế nào rồi. Ui rồi. Có một cái ao luôn các bạn, thành một cái ao luôn. Buen día. Buen día, buen día. Todo bien, mamá. Sí. Đó, ở cái góc dưới này ngô rất là đẹp rồi này. Đây, bây giờ đi đến chỗ cái bể này các bạn. Miguel ơi, vem aqui. Ui ôi ôi. Một cái được cái hố dự trữ nước rồi, nhưng thế này vẫn chưa đạt các bạn. Sí. Papa. À, đây là cái bể hôm trước mọi người nào. Eu quero cavar mais. Até aqui. Tá bem? Papá. Sim. Yeah. Vem tudo direito assim, pá. Tem muito água. Tá bem. Quando o motobomba chupar, é muito rápido para acabar. Então, o motobomba vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Yeah, vamos mexer aqui. Tá bem. É? Vamos fazer por aqui. Sim. Manda homem cavar, pai. Depois vou dar o gasoso. Tá vendo, né? Yeah. Pra aumentar a força. Cái này mình nói bác sẽ đào thêm. Đào thêm toàn bộ các bạn ạ. Đào từ đây. Chạy lên hết cái chỗ cỏ kia. Sau này để máy bơm đấy cho gần. Rồi hút thẳng lên. Và cái nói chung là diện tích càng rộng thì càng giữ được nhiều nước. Phòng trường hợp mà nhiều ngày mà nó không mưa. Ví dụ như là nó mưa trận này xong khoảng độ một tuần hoặc chục ngày sau không mưa. Thì mình có thể dùng cái nước này để mình tưới ở trên đấy. Đó. Với cả là cái này sau này có cái này rồi thì sau này sẽ phục vụ làm được vào mùa khô luôn. Đó. Ok, ta buồn đi tù. Còn đây là ngô của mọi người trồng các bạn. Ngô này thì cái đất này là mọi người trồng lâu năm rồi. Đây quanh năm nó ẩm, nó cứ thế này thôi. Ngô với cỏ thì thi nhau lên. Đây, ví dụ như bên này. Esse milho do campo tá bonito. Đó, ngô đây rất là đẹp này các bạn. Cây to đẹp. Nhưng mà sau này khi nào mà nó lên chỗ bông thì là nó năng suất nó sẽ bị kém bởi vì là nó không có lân đạm. Rồi, bây giờ sẽ đi lên chỗ này cùng mọi người trồng khoai tây các bạn. Hôm nay mình đi vội quá bởi vì là vừa vào đấy lấy vừa chạy mưa. Với cả là anh em mình đi bằng cái xe máy các bạn, thế nên là nếu mà mưa thì nó mới ướt hết, nên đâm ra là cứ đi từ từ. À cái vừa đi vừa chạy, kiểu vừa đi vừa chạy mưa. Thế nên là nó không được đầy đủ các bạn ạ. Kìa, chỗ kia là mọi người đang đi trồng khoai tây. Hôm nay là ý định của mình là gọi hết tất cả mọi người đến. Sau khi trồng xong thì là sẽ phát ngô cho mọi người luôn. Thế nhưng mà bây giờ trời mưa rồi. Trời đang mưa thế này rất là khó để làm việc các bạn ạ. Và bây giờ có khi mình, anh em mình cũng phải đi anh hùng núp thôi. Nước mưa thế này về. Nước mưa đầu mùa độc lắm các bạn. Dính vào nước mưa là ốm ngay. Mama, vai lá ajudar a cozinhar. Thank you.
Vai. Aumenta mais. Largura. É. Não, entra mais um bocado assim. Mais. É. Ah, yeah, esse, aqui estamos, sim. Aqui tá bom. Sim, sim. Okay. Agora outro aqui. Okay. Yeah. Tá bom. Só deixar aí, não precisa apertar. Sim, sim. Yeah. Hôm nay người dân đến rất là đông các bạn, nhưng mà cái diện tích khoai này ít, thế nên là không hô hào tất cả mọi người vào để mọi người đứng ngoài được. Một lát nữa sẽ để mọi người đi nhận cái ngô giống. Hôm trước là mình có thông báo tất cả mọi người đến đây để ngày hôm nay thì sẽ đi nhận ngô giống các bạn ạ. Bởi vì hôm nay cái diện tích khoai tây nó cũng ít thôi. Từ đây đến kia đó bằng này người vui rồi, sớm. Mọi người làm thế là đủ rồi. Nhưng mà đông người quá cũng không giải quyết vấn đề gì cả đó. Trên này là có một nhóm, các bạn ăn để vào cả. Trên này là có một nhóm mọi người đang đi làm. Papa, mete mai. Avança assim. Sim. Yeah, não fica muito próximo. Đó. Sẽ đi lấp vào. Tá bom, chega. Acabou. Falta, Beto, ué. Amanhã tem que levar tudo lá em casa, vem. Lá em casa ainda tem. É muito comprido. Đúng rồi, cái ruộng này nó rất là dài các bạn ạ. Thế này. Beto, você avança, mete cimento. Você anda a seguir, vai meter cimento, outro fica atrás. Yeah. Ok. Esse pode abrir desse. Hôm nay mình lại quên không mang mất cái lân đạm đi các bạn. Mai mốt gì khi nào mà cây nó lên thì mình sẽ cho vào. Papá, esse depois quando que tá saindo muito capim, tem que ir, sim. Đông người đi làm nhanh thật các bạn. Tí là đã xong rồi. Sim, tudo completo. Tá bom. Yeah, agora todo mundo vem aqui. Tá aí. Quem que deixa isso daqui? Partiu. Papá, hoje vamos. Tá aí, tem quanto pessoal? Obrigado. Tá bom, família. Escuta,
Đông vui quá. Papa. Hoje mesmo, một daqui na depois do almoço. Vamos tirar milho ali. Vamos fazer para todo mundo aqui. Tá vendo, né? Já. Sim. Ali tem milho. Vamos tirar, vamos dividir tudo igual. Sim. Não, tá pai. Soba, você, mais velho que vai ali. Aqui tudo tem quanto pessoal? No Lita? Tem 377. Muitas pessoas. Hoje tem quanto pessoal? Não, tem que confirmar bem para dividir aí, porque lá dentro do casa soba só tem 1000 quilos. Então agora aquela pessoa que não está aqui, mas está no Lita, dia seguinte vou trazer, vamos receber depois. Tá vendo, né? Para não fazer confusão. Família, fica bem para vai contar, e para vai contar já tem quantas pessoas e vamos dividir já. Ocho, mamãe fica aí. Né, pai? Ok các bạn, bây giờ tranh thủ thời gian chờ đồ ăn, các bạn sẽ gọi tất cả mọi người vào nhà bác trưởng thôn để nhận ngô giống về cho mọi người tự đi trồng ở nhà. Hôm nay chưa đủ đâu các bạn, hôm nay mới có 216 người thôi, vẫn còn thiếu tổng là 373 hộ cơ. 373 người tự đã làm ở cái vườn này. Đó. À, mình sẽ phát hết cho tất cả mọi người. Hiện tại mới được có 1 tấn ngô thôi các bạn. Sau này mình sẽ 1-2 ngày nữa, khi nào sắp xếp thời gian ổn định, mình sẽ mua thêm 1 tấn, 2 tấn nữa đi vào đây để phát cho mọi người. Đó, bây giờ sẽ cho mấy thanh niên trai tráng và bê ngô ra ngoài các bạn. Cuidado, né? Tá pesado. Sim. Esse tem 100 kg, 110. Bây giờ sẽ đổ hết ngô ra ngoài bạt đây các bạn, để mọi người múc chia cho dễ. Ngày hôm nay thì mỗi nhà sẽ nhận 4,5 cân các bạn, bởi vì hôm nay có 1 tấn mà có 216 hộ, 16 người đi làm, nên là mỗi nhà chia ra là mỗi nhà được hơn 4 cân. Ngày hôm nay thì sẽ nhận 4 cân thôi, còn lại thì sẽ để mấy ngày nữa, khi nào mà mình mua đủ thêm thì mình sẽ vào chuyển vào đây để mọi người bác trưởng thôn tiếp tục phát cho mọi người. Đó, bây giờ sẽ bắt đầu đi phát ra các bạn. Mọi người phát xong cái này thì sẽ đi ra ngoài ăn cơm là vừa các bạn. Đây, đang chờ các cô nấu ăn. Đó các bạn, bây giờ đi phát ngô, 3 người sẽ đi đong một lúc cho nó nhanh các bạn. 200 hộ dân thì hơi lâu. 216 người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây vẫn còn thêm 4 bao, 3 bao nữa này. Bạt nó đầy quá các bạn. Một lát nữa thế nào mà hết sẽ tiếp tục. À sigue, sigue. Fala assim. Não sabe, ninguém não sabe. Só fala vem, 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 vem. Acabou, fala a seguir. A seguir, a seguir. Então. A seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Oi, 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 mas é aqui, ó. É aqui, ó, mas... A seguir. Người dân đây rất là vui mừng các bạn. Đây là như kiểu lần đầu tiên được nhận quà tặng từ người Việt Nam mình các bạn. Đó, bây giờ cũng phát được một nửa rồi các bạn. Thì ngày hôm nay mình cũng đến đây để hoàn thành nốt cái vườn bên kia. Bởi vì bên đấy là còn cái khoai tây thì ngày hôm nay mình cũng đã trồng xong rồi. Và bây giờ đã đi tiến hành phát ngô giống cho tất cả mọi người. Toàn bộ số ngô giống này là của chị Vân Trần các bạn. Thì hôm trước mình có nói rồi. Nên cảm ơn chị rất là nhiều. Ok các bạn, thì thôi video ngày hôm nay anh em mình xin phép được kết thúc và dừng lại ở đây. Các bạn thấy video hay, video của anh em cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Rồi, để cho anh em mọi người tiếp tục đi phát ngô các bạn ạ. Ô cô. Ha ha.